Thưa quý vị thân mến, thì hôm nay Long quay trở lại vườn của nhỏ bonsai, quay và giới thiệu đến quý vị và con cô bác mình một số tác phẩm đẹp để phục vụ cho anh em chơi Tết. Rồi, em chào mọi người nha. Hôm nay thì chào mọi người cũng quay trở lại với vườn của em. Cây đầu tiên thì em lên cho mọi người là một cây ngâu. Cây ngâu size lớn á. Cây ngâu đúng không? Dạ đúng rồi. Ngâu nó có hai loại ngâu, lấy ngọc ngâu trái và ngâu bông, thì cái ngâu này là ngâu trái hay ngâu bông ạ? Cây ngâu này nó sẽ có bông và có cả trái luôn anh. Ừ. Nó đậu trái luôn. Cây này nó già. Cái này nó già luôn á. Cái này thì thường dùng để ướp trà ha, vừa chơi bonsai vừa dùng cái hoa của nó ướp trà rất là thơm. Cái ngâu này nó vừa có tác dụng phong thủy tốt mà vừa có thể chữa rất là nhiều bệnh trong thuốc nam á. Ừ. Nếu mà mình chịu tìm hiểu thì lên Google mình sẽ biết nó trị hen suyễn này kia. Em quay lại cái mặt tiền phía sau cho anh. Rồi, đẹp quá. Cái này tàng là mình hết được vị. Được rồi Ngọc ơi. Em đo cái hình để luôn. Vấn đề là 60. Phần thân. Thân ở đó là 30 ha. Thân lớn này là 30 nè. Ừ. Này nó cũng được gọi là cây mẫu tử. Nhỏ rồi. Của nó là 18. Nhỏ 18. Chiều cao 74. Tàng là 94. Đo luôn cái kích thước của cái chậu giùm anh. Chậu này hình như cũng là chậu tàu đúng không? À, để anh quay chi tiết một xíu để các bác ở xa có thể tiền giao lưu. Cái này được cái ở dưới cái đế nó đẹp, một mảng đế luôn ha. Nó một mảng đế luôn. Từ anh quay cái bộ tay cân ở trên. Đây, cái đường thân nó đi lên cũng rất đẹp. Lên tới phần giáp ngọn luôn vậy. Tay cân nó to lắm. To, gần đối. Rồi ở trên xuống thì bộ tàng nó cũng đều mình hết quý vị. Tay bự cái nhẫn ngoài này cơ thôi cũng có cũng vân hồn tất trọ ha. Nhìn nó đang có ra bông rất là nhiều luôn á, đang nhụ bông hết này. Ừ. Đây, cái này cỡ một tuần nữa là anh em tha hồ ngửi cái hương thơm của cái hoa ngâu ha, thì chơi Tết được luôn á anh. Ừ, cái này chơi Tết luôn mà. Đây thì nó có một cái mặt ở đây, mặt thèo nhưng mà nó cuộn lên sát này. Nhưng mà ở trong thì nó xám cứng hết rồi. Đấy, cái đầu cắt nhìn nó cuộn rất tốt. Cái này anh nào để sân vườn quá đẹp luôn. Đấy, nhìn ở góc nhìn này chúng ta thấy nó đều và rất là dày. Dằm xương rất là dài ha. Rồi tác phẩm đầu tiên, tác phẩm số 1. Cây ngâu này á, thì em giao lưu với mọi người là 25 triệu em bao ship. 25 triệu một tác phẩm cây ngâu này ha. Dạ. Ừ. Cây ngâu này nói chung là mình vừa chơi cảnh, vừa dùng chơi hoa, dùng cái hoa của nó ướp trà cũng được. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 2 á. Phẩm số 2 ha. Dạ, tác phẩm số 2 em lên cho mọi người là một cây mai chứa thủy lá lớn nu gò công. Cây này già, cực già luôn. Nu. Là lớn mà nó rút lại thành lá trúng luôn rồi hả? Dạ, già quá. Già lắm rồi. Nó lớn nó rút lại. Còn chút chút.
hơi quái xíu. Quái. Cái nữa nó được cái bồ đề nó chảy. Để đẹp đó quý vị. Để nó chảy xuống. Mặt bên này cũng vậy. Đấy, nhìn từ trên xuống như kiểu nó chảy xuống. Cái này nè, anh nào mà thích nuôi gà công là hốt liền. Da đúng không? Hốt liền chứ không là hết. Cái này những cái lớp da ở ngoài này nó hóa thịt luôn rồi. Nó cứng như đá luôn rồi. Mấy cái này dạng... Cái ngông của nó ở trên này rất là quái này. Dạ, không thể già được hơn được nữa. Đây, xương dăm ở đây đóng san hô hết luôn. Nó như những cái mảng san hô ở dưới biển luôn đó quý vị. Tại bự to hơn ngón tay cái này, cái lá của nó rút còn nhỏ xíu này. Lá lớn nhưng mà nó rút do nó già quá, nó rút lá này còn nhỏ hơn lá chung. Hôm đợt em cũng có lên một cây mai dưới thủy lớn mà lá nó cũng rút nhỏ lại, anh nhớ không? Nó già quá. Đế của nó là 64. Bồ đế chạy của nó là 64. Trên này là 27. Của em nhỏ nhất là 27. Chiều cao của nó là 51. Cao 51. Vàng 50. Vàng của nó 50 ha. Kéo tính đỉnh ngon xuống thì kéo đỉnh hoàng ngọn xuống thì 52. 52. Rồi, tác phẩm số 2 này có giá là bao nhiêu hả bạn Ngọc? Tác phẩm số 2 này em để cho mọi người là 18 triệu 3 ship luôn. 18 triệu ha. Cái này cái hiện tại cái lá của nó được nhặt sạch rồi, đợt sau nó ra cái lọc là cái hóa nó kịp chế tế đó quý vị. Cái da thì nó rất là nhiều hoa ha. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 3 nhé. Tác phẩm số 3. Tác phẩm số 3 là một cây sam hương mini. Cái này cũng thuộc dạng sam mini á anh. Nhưng mà nó sẽ to hơn cái cây clip trước. Này già lắm rồi, chi cành cũng già. Cái này được làm theo lưỡi cái bài luôn đúng không? Dạ, cái bài. Bộ đế của nó cũng đẹp. Đế cũng đẹp. Dạ, chi cành cứng cáp, cứng. Cái sam hương á, có nhiều anh bị nhầm với lại sam núi. Đâu nhầm được em? Có, bữa anh khách kia anh hỏi, ủa em sam hương với lại sam núi nó có giống nhau không? Sam hương á, khi mà mình vuốt cái lá này này, thì nó thơm lắm. Đấy, vuốt nhẹ, chứ còn ngồi gần như thế này cũng nghe mùi đó nha. Cái này thì được cái nó già và cái đường thân nó lắc. À, rất là duyên. Nó có cái giáp ngọn trên này. Phần giáp ngọn ở trên thì nhìn nó kín hết rồi. Rồi em đo thông số đi Ngọc. Hoành của nó là 20. Hoành 20. Cao 23. Cao 23. Cung tàng là 41. Tàng là 41. Tác phẩm số 3 cái sam hương này thì em bảo giá luôn đấy Ngọc. Cái này là em đã 9 triệu rưỡi bao ship. 9 triệu 500k. Ok, một cái sam hương được làm theo lưỡi cái bài, cái rất là già. Giá là 9 triệu 500k. Đây. Chi tay ở dưới cũng lớn và là nó già lắm quý vị nhá. Đều cân đối. Ok, chúng ta đi đến tác phẩm tiếp theo nhé. Rồi, cây số 4 ha. Cái này cây số 4 ở trong clip này là cây gỗ gỗ trắc. Gỗ trắc ha. Cây trắc. Cái
cái chắc này nó có bông nhỏ màu trắng li ti nha. Cột cật nuôi cắt giật. Cái này là phần lỗ dinh của nó này. Lỗ dinh. Này mà người ta cũng có một chút màu lên đó, nó mới ra cái màu đỏ đỏ này. Này, phần rất ngon này. Cái tay mông tang trên lục rịch kìa. Đo thông số của tác phẩm này. Hoành là 46. 46. Cao là cao 30. Cao 30. Này phun tàn là 43. Em đo luôn cái hoành ở cái thân chính ở trên này đi em. Này. Ờ đúng là cái nhỏ đó. Ờ đúng rồi, phần ngọn đó. Mười hai ha. Cái này già thường chậu lâu năm rồi nha. Ừ. Tác phẩm số 4 này thì mình bảo giá là bao nhiêu anh Ngọc? Cây gỗ trắc này thì 10 triệu em bao ship. 10 triệu ha. Dạ. Rồi ok. Đây là tác phẩm số 4 quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 5. Tác phẩm số 5 ha. Tác phẩm số 5 là một cây me Thái dáng bay. Cái này nhìn bộ bông tai bông tàng nó ấm lắm quý vị. Cái này gần như là không còn thèo, chỉ còn một cái mặt cắt ở phía trước này. Ngọc quay lại quay cái mặt cắt này, cắt ở đầu ngọn này này. Đấy, mặt cắt ở đầu này nhưng mà nó liền gần hết rồi. Cuốn được khoảng 70% rồi. Còn xíu bằng ngón tay nữa thôi này. Còn xíu theo bằng ngón tay nữa thôi. Chỉ cần ở trên rục rịch. Đó đó cái này trước trên cái bên ngọc. Đó cái hình này. Hình này cũng ngon đấy. Đây. Ừ. Hình cũng ngon là 16. Hình 16. Lớn ha. Đó thông số luôn đi. Đó thông số cái này thôi. Là 26. Cao từ chậu lên là 36. Cao 36. Tàn 58. Kéo từ đây luôn. Ừ. Từ đây luôn. Từ đây ra là nó là 72. 72. Tác phẩm cái me Thái này thì có giá là bao nhiêu? Cái này thì em báo với mọi người là 14 triệu bao ship. 14 triệu một tác phẩm cái me này ha? Dạ. Ừ, chỉ cần to, nuôi cận giật. Tàng dài lắm. Trên tàng dài hết rồi. Để. Này nó cũng già lắm. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 6 nhé. Tác phẩm số 6 ha. Tác phẩm số 6 là em lên cho mọi người là một cây sứ hoa đỏ mà dán đổ nha. Dán đổ thì giờ cây sứ mà dán đổ như vậy nó hơi hiếm, hơi hiếm hàng. Cái này em làm hoa để chơi Tết á. Hiện tại là nó có lạ là do mình đang làm để chơi Tết hả? Làm là cho nó kịp hoa chơi Tết. Ồ, cái này cái ngọn độ nó đẹp ha. Phần thân nó sáng như thế này cũng đẹp. Đây, cái củ nó. Ồ.
Nó đây giống như kiểu mình nhìn sơ qua mình tưởng nó là hai thân, nhưng mà tới đây thì nó lại quyền lại một. À đây là một cái nốt rễ nó ra. Cái rực hoa đẹp lắm. Đây, toàn bộ ở cái đầu ngọn nó đang còn phủn cái lọc ra này. Đây bắt đầu ra hoa đi, phủn hết cái này bắt đầu ra hoa luôn. Hai là phần ngay cổ này ha. Ngay cổ ngọn này. Cái này là 32 này. Ừ. Đều nó không đo được phần nó lớn lắm. Không được. Em đo cái chiều ngang của nó đi. Thì của nó là 64. Ừ. Từ cái ngọn này xuống cái nhánh của nó 51. Đó kích thước của chầu luôn đó Ngọc. Chầu nó như chầu vuông luôn mà đúng không? Đây là chầu vuông. Này là viền phun viền luôn là 41. 41 đều luôn á. Ừ. Đó là chầu vuông luôn. Rồi tác phẩm số 6 này, cái để sứ. Em đo luôn cái chiều cao của chậu nè. Cao chậu này là 30 á. Cao 30 hả? Ừ. Cái cây sứ này em báo cho mọi người là 9 triệu bao xít. 9 triệu một tác phẩm cái sứ này ha. À, nhà nào mình có một cái không gian rộng mình chơi cái này thì tuyệt vời, chơi tệ thì tuyệt vời. Sứ thì ra bông thì nhìn nó rất là đẹp, bông đỏ rực luôn. Nó cái này thì nó có được cái quý là nó cái dáng độ, để hai nữa cái củ của nó nhìn nó rất đồ sộ ha. Đây. Cục. Rồi ok. Để chúng ta đi đến tác phẩm số 7 quý vị nhé. Rồi, tác phẩm số 7. Tác phẩm số 7 là cây đào tiên. Đó, nghe tới cái tên là mọi người đủ liên tưởng tới cái đào tiên là nó. Cái cây đào tiên mà dạng bonsai như vậy là rất là hiếm. Cái bộ tàn của nó làm lâu lắm, nuôi lâu lắm nó mới ra được cái bộ tàn như thế này nha mọi người. Đào tiên này là thường người ta nuôi trồng ở ngoài vườn á, người ta chơi phong thủy á, nhưng mà đó là dạng trồng những cái cây ra trái như thường thôi, còn cái này là dạng bonsai rồi. Cái này trái của nó đẹp đúng không? Trái nó bự. Trái của nó như trái bưởi vậy anh, da của nó trơn mà nó to to, nó cỡ cái bưởi năm roi á. Ừ. Mà nhìn nó đẹp lắm. Cái trái đầu tiên á là nó nhiều người Tết á người ta hay tặng để cúng trưng trang tài á. Ừ. Cái trái của nó thì khó ăn nhưng mà nó được cái ý nghĩa phong thủy. Cây này á là nó mang tới sự sung túc, ăn nên làm ra cho gia chủ. Cây nhìn rất là hài hòa, rất là cân đối. Cây này nó đẹp, bộ đế nó cũng đẹp. Đế cũng đẹp đúng không? Kiếm một cái cây đầu tiên mà đẹp như vậy, già như vậy là khó. Cái này các cái mặt cắt ở trên này thì nó cuốn gần hết luôn rồi quý vị, cuốn sát hết rồi nha. Đây. Cái này hoành của nó là 60. Vấn đề là 60. Đó hoành thân luôn em. Cái hình thân trên cổ ngọn nhỏ nhất đó đúng rồi. Cái này đúng không? Đây ừ. Cái eo này. Eo nhỏ nhất đó. Eo nhỏ nhất của nó là 39. 39, ui số đẹp luôn. Cái này á là nó chi cốt cành của nó bự. Em đo luôn, đo cái chi đó. Cái cốt, em đo thử cái cốt này nha. 18. 18 hả? Cái này chơi phong thủy là khá tốt anh ha. Số 39 nữa. Cái cao của nó là 80. Cao 80. Này phun tàn của nó là 124. 124. Tác phẩm số 7 cái đầu tiên này ha. Cái này có giá bao nhiêu bé Ngọc? Cây đầu tiên này em để cho mọi người là 25 triệu em bao ship luôn. 25 triệu ha. Dạ. Cái bộ bằng tay bằng tàng ở trong. Nói chung là nó dày đều hết. Cái này
trái nữa là nhìn ghiền luôn. Mấy cái chỉ ở ngoài này, cái thứ ở ngoài này cũng to hơn bằng tay cái quý vị. Đầu tiên mà nó ra trái là nó ra sai trái lắm nha. Ừ, trái nó bự. Nó ra trái nó cỡ này. Có nhiều người, mọi người mà không biết thì có thể lên mạng search thử cái trái đầu tiên nó như thế nào. Ừ. Nó tròn tròn như trái bưởi vậy. Cái này ở trong y học người ta cũng có sử dụng cái trái nó để làm thuốc, để ngâm rượu rồi. Ừ. Rồi tác phẩm số 7 cái đầu tiên có giá là 25 triệu ha, 25 triệu bao ship luôn ha. Dạ bao ship luôn. Ừ. Rồi ok, tất cả những cái của mình ở đây hôm nay bảo giá thì toàn bộ đều bao ship. Dạ. Rồi. Đầu tiên này nó quá đẹp luôn. Ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 8 quý vị nhé. Tác phẩm số 8 ha. Dạ, tác phẩm số 8 là em lên lại cái cây này cho mọi người xem. Nguyệt quế. Cái này đứng ngoài nhìn duyên lắm quý vị nhé. Cây này còn nuôi thêm mà bộ đế của nó đẹp. Đế đẹp đó. Chi tay đâu bự bự hết ha. Đây, to hơn ngón tay nữa quý vị. Hơn ngón tay cái. Rất ngon, ở trên nó cuốn theo. Hoành của nó là 42. Hoành 42. K79. Hung tàn là 94. Rồi. Phẩm số 8 này thì mình bảo giá bao nhiêu bác Ngọc? Cái này bữa trước mình có lên một lần rồi mà đúng không? Dạ đúng rồi, cái này em có lên một lần rồi. Bây giờ em lên lại cho mấy anh chị làm chân xem á. Mình xem kỹ lại chút. Cái này 18 triệu em bao ship. 18 triệu hả? Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm tiếp theo là tác phẩm số 9 quý vị nhé. Tác phẩm số 9 ha. Tác phẩm số 9 là tác phẩm cuối cùng nâng clip đến này đúng không? Dạ đúng rồi, em lên clip này chắc em lên 9 cây. Cái này là tác phẩm tiểu cảnh Linh Sam ghép đá. Ừ. Thế nên là nó sống trên cái hòn đá này luôn chứ đâu có chầu đâu ha. Dạ em nói chung là ghép vô trong này nè anh. Ghép vô trong cái cục đá này nè. Nó là ghép đá chứ nó không phải là bám đá nha. Đúng rồi. Ghép vô. Ghép. Này ghép cũng được lâu rồi. Cái này giờ sao đo hoành nó được ta? Cái này em đo cục đá cho mọi người tưởng tượng thôi chứ cái hoành của nó cây này. Em đo thử coi. Cái này nó to tay cái của em chút. Đó, nó bằng ngón tay cái của anh đó. To hơn chút xíu. Em đo cục đá cho mọi người tưởng tượng. Tại vì nó là cũng một cái cảnh mà mình bằng đo cả. Đá của nó là 58. 58. Chiều cao là 33. Cao 33. Em đo cái chậu luôn. Ừ. Chiều dài của cái chậu là 31. 1. Nó đường ngang này khỏi đi em. Đường ngang khỏi đi. Ừ. Rồi tác phẩm số 9 này, tác phẩm cuối cùng. Cái này thì em để 3 triệu bao ship. 3 triệu bao ship hả? Dạ. Rồi, đây là tác phẩm cuối cùng trong clip lần này thưa quý vị. Cái này nó co lắc dễ thương lắm nè. Nó duyên lắm luôn. Ừ, đường co lắc đều hết rồi đó. Củ của nó đó này nó nhìn nó già, sần sùi luôn. Rồi, thì anh cũng kết thúc clip tại đây luôn ha, bé Ngọc ha. Dạ, rồi, vậy em cảm ơn mọi người nha. Hôm nay đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Mong mọi người là luôn ủng hộ cho em. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người.